Thì ok hai mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ làm video, xem một video 360 độ. Thì nó là một video có thể cử động được, mình có thể nhìn được xung quanh. Thì nếu mọi người thích video này hãy cho mình một like và đăng ký nha. Hiện giờ mình đang ngồi bên cạnh hàng đông hàng xóm. Ok, bây giờ mình cùng xem thôi. Đây là phim y đấy. Còn nếu các bạn muốn xem thì chỉ ấn và dừng video và xem cái chữ bên dưới được. Yeah. Có thể cử động nhìn được xung quanh ấy. Ý, nhìn lên trời. Trường cấp 2 Mỹ Bằng chắc là không ai không biết mình nhỉ. Đây có ở chỗ cái cột điện này có gắn tên. Cái con thuyền nó là dừng cống này và có thằng hỉ cái điện như này. Cái thằng quay mà... của mình chính là ngoại chủ Hồ Hoàng. Đấy, quay của anh nọ chính là thôi thank you thôi. Ôi thằng này nói giật hết rồi mình gì. Pennywise, này là hình Pennywise này trong bộ phim mà cho anh xem ấy. Thì em là nói nó nói với anh em ấy nhỉ. Ta đếm không nghe. Mình nhìn ghê phê. À, mày làm chiếc xe cái đấy mà mình biết cả mấy. Ờ, bạn, nắm tiền nè. Eat. Uầy, vậy ai đoạn cống này? Đi vào một thế giới khác. Uầy, cái bóng của nó này. Cái bóng của nó. Rồi, đi cái bóng của nó. Cái gì vậy? Ô, con gì đây? Con chuột. Con chuột à? Anh ghét chuột lắm. Uầy. Đi vào. Có gì đâu, nó tự động đi mà anh em chỉ nhìn xung quanh thôi. Dairy, thị trấn Dairy. Ui, cho nó máu, dào rồi. Bẩn quá, ui. Nó vừa ở trước mặt. Anh về bên có ai nói với anh ấy. Thằng em của Billy đấy. Em của Billy. Anh biết nó nói gì mà. Thằng mà bị cắn mất một bên tay ấy. Nó là em của Billy. Ồ đây là cái đoạn mà ở dưới nước này. Ồ nói ơi. Nói gì? Nó đưa anh em mình đi.
Và video này nó ngắn ngắn thôi. Và nếu các bạn muốn xem video này thì ấn theo cái dòng chữ dưới này cho dừng video là được. Và hãy đừng quên để lại cho mình subscribe kênh nha. Và ấn vào cái chuông bên cạnh màn hình để nhận được các video mới nhất của mình. Ok, bye bye. Đồng bye bye đi nào. Bye bye em nha. Okay.